trường mỗi ngày một cái hiệu quả hơn. Kết quả là chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng đi vào thực chất giảng dạy, thường xuyên cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh. Nhà trường chủ trương tập trung mọi nguồn lực tạo điều kiện bầu không khí đoàn kết thống nhất tập thể sinh hoạt tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Chi bộ nhà trường được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. Qua năm tháng, nhiều thầy cô giáo tâm huyết với nghề nghiệp trở thành những giáo viên đầu đàn, đóng góp nhiều công sức trong việc đào tạo bao thế hệ trẻ thành đạt. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống đó, truyền thống phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của đội ngũ giáo viên trường. Hơn trước, song cũng có nhiều nhiệm vụ và thách thức đang đặt ra cho ngành giáo dục. Vấn đề đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập mới và phát triển, nói không với tiêu cực, bình thành tích trong ngành giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, sáng tạo, nâng cao chất lượng bài giảng, cập nhật kiến thức, nâng cao tính chủ động trong học tập của học sinh. Với sự nỗ lực đó, trong năm học vừa qua, nhà trường đã đạt một số thành tích như sau. Toàn trường có 80 giáo viên đạt danh hiệu lao động, trung bình thì có 13 đạt 0.9% và yếu 5 học sinh đạt 0.3%. Học sinh xếp ở hành nghiệp khá tốt thì 1.421 học sinh toàn trường. Về số học sinh giỏi của trong nhà trường thì có 94 học sinh đạt tỷ lệ 6.5%, khá thì có 393 học sinh đạt tỷ lệ 27.3%, trung bình 638 học sinh đạt tỷ lệ 44.3%, thì có 14 giải, 4 giải nhất, 6 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Trong năm học vừa qua của đảng nhà và nhà nước, chiến lược sách lược giáo dục đào tạo, tăng cường công tác chính trị tư tưởng của năm học, tiếp tục tuyên truyền vận động trong cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện tốt nghị quyết 32 của chính phủ về giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. 11 xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa quý vị những người lái đò kính mến, 20 tháng 11 với những đóa hoa tươi thắm, những điểm 10 rạng rỡ, những vần thơ chứa chan tình cảm của các em học sinh dành tặng, chính những điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, lòng nhiệt huyết bám trường bám lớp của mọi giáo viên chúng tôi. Trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho các thầy các cô trong nhà trường phát biểu cảm tưởng, chia sẻ đôi dòng tâm sự của mình với ngày lễ tôn sư trọng đạo của cả nước. Trước tiên, với tư cách là cựu học sinh của trường, em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến quý thầy cô đã có nhiều năm trong nghề, đã chèo chống bao con thuyền cập bến, đã dạy dỗ và dìu dắt bao thế hệ học trò. Cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xem là ngày cao quý nhất, ngày chồng người. Quả thật, trong xã hội Việt Nam ta, vai trò của người thầy vô cùng quan trọng và cao quý. Tục ngữ có câu, cơm cha áo mẹ chữ thầy, để nêu bật ảnh hưởng quan trọng của nhà giáo dục trong sự hình thành nhân cách và phát triển của học sinh. Học sinh lớp 12 của chính ngôi trường này, cái thợ học trò nông nổi với nhiều suy nghĩ còn non nớt, chắc hẳn đã làm bận lòng nhiều thầy cô. Lúc ấy, tôi chưa định hình được mình sẽ bước theo con đường sư phạm, ngày dạy học đến với tôi do nhiều duyên cớ. Tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc đầu tiên đã đi trước hay không. Dù có nhiều suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không giấu được sự xúc động vì mình trở về mái trường xưa, được công tác cùng các thầy, các cô giáo cũ. Tôi bước vào nghề với nhiều bỡ ngỡ, non kinh nghiệm nên còn lung tung xử lý các tình huống sư phạm. Tôi gặp nhiều khó khăn trong thực tế giảng dạy và sức ép công việc. Lại một lần nữa, tôi nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình, tận tâm. Sao sắp thế nào là công lao của người thầy, là nghề giáo cao quý nhưng vất vả và hy sinh. Tôi đã hiểu các thầy cô phải nỗ lực thế nào để dạy tốt, để luôn giữ được sự hưng phấn, say mê cho mỗi lần đứng trên bục giảng, truyền thụ kiến thức, trở thành biểu tượng của cái đẹp, cái thiện đối với học sinh.
trong khi biết bao yếu tố như sức khỏe, cảm xúc, sự thiếu thốn về kinh tế vật chất của cuộc sống thường nhật vốn có tác động không hề nhỏ. Tôi đã hiểu, sự trưởng thành của học sinh là mục đích duy nhất, là nguồn gốc của mọi trăn trở, là động lực lớn lao đối với các thầy, các cô. Đã hơn một năm, khoảng thời gian tuy ngắn, nhưng tôi cảm thấy yêu nghề và gắn bó với nơi đây. Trường Trung học Phổ thông Kế Sách giờ đây đã đổi khác. Tôi nhìn thấy cái vươn vai lớn mạnh trong hành trình hoàn thiện của trường, và tôi tin rằng trong thời gian sắp tới, trường sẽ phát triển nhiều hơn nữa và không ngừng vươn xa. Các em học sinh thân mến, cũng như tu dưỡng bản thân, các em đã là những học sinh ưu tú của trường, nhưng các em vẫn có thể hoàn thiện hơn nữa, toàn diện hơn nữa, bởi sự học là vô hạn cũng như tri thức là bao la. Hãy trở thành một học sinh tốt nhất trong khả năng của các em. Hãy sống với hoài bão, với ước mơ, hướng tới những giá trị tốt đẹp đích thổi theo của các thầy, các cô. Là một giáo viên trẻ của nhà trường, tôi thay mặt cho toàn thể giáo viên xin hứa sẽ đem hết tâm huyết của mình để cống hiến cho sự nghiệp cao cả, sự nghiệp chồng người. Xin gửi đến những người thầy cô giáo cũ lời tri ân chân thành, nhớ thấm tình người đưa khách sang sông. Cuối lời, xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu. Chúc các thầy cô giáo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tiếp tục đón đưa từng lớp học trò đến bến bờ tương lai tươi sáng. Chúc các em học sinh sẽ mãi là những đóa hoa tươi thắm tô điểm cho cuộc đời. Chúc cho nhà trường chúng ta luôn gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Xin gửi đến quý đại biểu, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay nhân ngày lễ tri ân thiêng liêng dành cho các thầy cô, em xin thay mặt các bạn phát biểu đôi lời. Trong cuộc sống này có biết bao thứ vĩ đại được tạo nên từ những đóng góp lặng thầm, như ngọn núi Chomoluma kia là do biết bao hòn đá, hòn đất không tên không vai gì dựng, như Thái Bình Dương mênh mông kia là do biết bao giọt nước hiền lành bé xíu hòa thành thành công trong tương lai, và những thành quả đạt được hôm nay của chúng em là do biết bao tháng ngày thầy cô vất vả bên trên giáo án, biết bao giọt mồ hôi rơi theo từng chút phấn mòn dần. Thầy cô không chỉ là người dạy chữ mà còn dạy cho chúng em làm người. Chúng em biết những điều thầy cô nói cũng hiểu rất tốt cho chúng em, nhưng đôi khi vì sự ngô nghe nông nổi của tuổi trẻ, chúng em đồng thời ẩn chứa sau đó là những bài học làm người sâu sắc. Như cô Ngọc, cô luôn lồng ghép những lời khuyên răn một cách nhẹ nhàng trong lối đối diện hài hước, và biết bao thầy cô khác nữa vì một lòng hướng chúng em về ánh sáng của chủ nhân. Với chúng em, thầy cô còn là người chia bài thêm, bạn thêm vì bụi phấn cho em bài học hay. Những lời hát chẳng biết từ bao giờ đã in sâu đậm vào lòng chúng ta. Các bạn thân mến, để có những bài giảng thú vị mang đến biết bao tri thức cho chúng ta, thầy cô phải thức biết bao đêm bên trên giáo án. Chúng ta phải biết trân trọng những tấm lòng của thầy cô thân yêu. Thầy cô, như dòng sông này phù sa dịu ngọt, miệt mài của thầy. Nhưng rồi, ta cũng sẽ vượt qua. Các bạn cùng giữ kín trong lòng mà tự mình theo dõi. Để tìm đến thầy con, để tìm đến quê, để tìm đến thầy con. Các bạn để phát thành những kinh nghiệm thường dạng của mình. Tôi biết, đôi lúc các bạn sẽ có bất đồng ý kiến một vài điều mà thầy cô nghe ra. Bởi lẽ thầy cô lúc nào cũng yêu thương và mong chúng ta nên người. Chúng ta đã và đang sắp đối đầu với những kỳ thi quan trọng. Hàng năm hiến chương ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày để tôn vinh công lớn của các thầy cô đã tận tụy phục vụ cho ngành giáo dục cao quý. Mỗi năm khi tháng 11 về, chúng em lại gáo gớt chờ ngày giáo Việt Nam đến để chúng em có cơ hội bày tỏ niềm yêu quý kính trọng các thầy cô một chốn xa vời, ai cầm tay giác lên trời tìm sao. Những câu thơ ấy đã giúp em hằng ngào hiểu rõ vai trò vô cùng quan trọng của người thầy trong đời sống xã hội. Thầy cô là người dẫn đường, chỉ lối cho niềm tin về sự thành công cho chúng em. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, bạn Hồng Vịnh và bạn Giàu lớp 11A1 sẽ gửi đến các bạn cùng quý đại biểu của thầy cô bài hát Nhớ ơn thầy cô. Bây giờ
Dạ, theo bạn em. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trong không khí tưng bừng của buổi lễ trên hôm nay, từ cái ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương ngày Người giáo Việt Nam, tôi thay mặt cho hàng trăm phụ huynh học sinh đã tin tưởng gửi gắm con em học ở trường, thì xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo đã hàng ngày hàng giờ tận tình chăm sóc dạy dỗ để các em học. Bây giờ còn đâu tìm kỷ niệm những